Trên đời này có lẽ chẳng ai là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lo lắng. Số mệnh của con người tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta sinh thuộc con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy, trong số 12 con giáp, những con giáp nào trời định làm người tốt số, số trời sinh con giáp mang mệnh phú quý trong năm 2021 Tân Sửu này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, cuộc sống thập toàn thập mỹ vô cùng. Cuộc đời con người thì sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi một hoàn cảnh và buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng, nhưng khó khăn trong cuộc đời chỉ là thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh năm 2021 năm nay thì trong số 12 con giáp, có con giáp thì có số hưởng thụ, mặc dù bôn ba vất vả và thậm chí là nợ nần túng thiếu vào đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Đặc biệt, từ khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng xem đó là con giáp nào nhé! Tổng quan tử vi tuổi Dậu năm 2021 Tân Sửu. Trong năm 2021, tuổi Dậu và Thái Tuế hình thành cục diện Sửu Dậu bán hợp kim cục. Về tổng thể, bản mệnh có một năm làm việc vất vả, lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát triển tài hoa, năng lực, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Tân Sửu, người tuổi Dậu sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế năm 2021. Trong năm 2021 thì con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng. Mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng thuận lợi. Đường tài lộc vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing, bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình của con giáp này khá là ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất và tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành thì tuổi Dậu thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thủy sẽ giúp cho bản mệnh bộc lộ hết tài năng của mình, dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay. Thế nhưng, để có thể đi tới thành công thì chắc chắn bạn phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Những chú gà cũng đừng quên rằng, trong năm thì vẫn có điểm báo xung sát cần phải lưu ý, không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án, dễ bị phá tài hao lộc. Ngoài ra thì do tác động của kiếp tài chủ yếu gây ra những mối bất hòa tai ương khiến cho con giáp này tính tình nóng nảy nên trong năm nay tuổi Dậu dễ có những lúc kiêu ngạo coi thường ý kiến của mọi người. Nóng nảy dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời thì sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra bản mệnh cũng không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như sức khỏe giảm sút. Đương nhiên dưới tác động tích cực của cục diện Sửu Dậu bán hợp, trong năm 2021 bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc để bổ trợ cho thân mình, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Tỵ, Dậu, Sửu.
Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu và năm Tân Sửu 2021. Tuổi Dậu về phương diện sự nghiệp thì năm Tân Sửu có Sửu Thổ lộ xuất thiên ấn, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Cho dù bản mệnh làm ở vị trí nào thì cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Tuy nhiên thì mặt trái của vấn đề là một số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên, phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, đốc thúc bản thân, giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhờ các tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá là nhẹ nhàng và thuận lợi, nhưng vẫn đòi hỏi năm Tân Sửu phải kiên trì. Nhưng vì Tân Kim lộ xuất kiếp tài nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy bất động. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến cho bản thường nảy sinh xung đột mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý mình. Việc hợp tác không suôn sẻ như trong tưởng tượng. Nếu tuổi Dậu muốn thành công trong sự nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức, cần phải thay đổi bản thân để có thể thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy bốc đồng, đắc tội với người cấp trên. Bạn có thể tìm được một vài cơ hội lý tưởng để phát huy tài năng và sở trường của mình. Tuy nhiên thì để đi đến thành công thì chắc chắn phải tốn nhiều tâm huyết và trải qua nhiều chông gai, không nên chỉ trông chờ vào may mắn. Bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu sẽ có những bước biến chuyển tích cực. Thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế năm 2020, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Năm Tân Sửu thì có cát tinh mang đến cát khí, những kế hoạch ấp ủ đã lâu dễ dàng mang tới thành công. Bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để có thể tránh những tình huống bất ngờ phát sinh. Ngoài ra thì mệnh chủ đừng quá là chủ quan mà khi mà thấy mọi chuyện suôn sẻ dễ chịu. Trong năm vẫn có điểm báo xung sát, họa thị phi vây quanh nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức rắc rối. Nghiêm trọng hơn còn có thể dính dáng đến pháp luật. Hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn sức khỏe cho mình. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc sưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc may mắn bình an. Tử vi tài lộc của mệnh chủ tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 thì tuổi Dậu gặp sao Bát Bạch tài tinh, lại thêm cục diện Dậu Sửu bán hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Dậu cực kỳ lý tưởng. Đặc biệt là trong năm thì các tháng 4, 5, 6, 8, 11, 12 âm lịch là những tháng vượng địa của bộ tam hợp này. Nếu gặp được những cơ hội thì nên mạnh mẽ tiến lên. Nếu hợp tác với tuổi Dậu Sửu thực hiện trong những tháng này sẽ đắc tài đắc lộc, mã đáo thành công. Vì thế mà phương diện tài lộc của bản mệnh ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên thì để đạt được như lý tưởng, bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Mặt không tốt đó là do ảnh hưởng của đại hao, bản mệnh cần phải cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc, thậm chí là phá sản. Về mặt tài vận, Thái Tuế Sửu Thổ là tỷ kiên của mệnh chủ tuổi Dậu, hơn nữa hợp Thái Tuế có tú nhân chỉ điểm dẫn đường, bớt đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay tam hợp Thái Tuế lại có cát tinh sự nghiệp hợp với Thái Tuế nhập mệnh, có thể thông qua việc mở rộng tích cực sự nghiệp cùng với không ngừng sáng tạo cái mới, sẽ tăng thêm thu nhập. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay nên dùng cách làm từ từ chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng. Thích hợp thông qua con đường hòa vốn thì chắc chắn để giảm nguy hiểm lấy ngắn nuôi dài, không nên nóng vội.
Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu theo sự hướng dẫn tư vấn của chuyên gia phong thủy lộc tài. Ngoài ra thì bản mệnh có thể tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời, đến những nơi có không khí trong lành để thư giãn, giảm thiểu áp lực, lấy lại tinh thần làm việc. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Dậu trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Mão, dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 2 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung thì gia chủ tuổi Dậu không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành thì cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu năm Tân Sửu 2021. Vận trình sức khỏe của tuổi Dậu vào năm 2021 khá là tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên thì tuổi Dậu nên nhớ tránh đi đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay là nhiều nước như là sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để có thể tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ nếu quá sắc bén thì nên tìm cách khắc phục, nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay là hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi, giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Có những lúc chuyện thị phi, bàn ra tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của tuổi Dậu, nhất là tinh thần. Chính vì thế mà tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người. Một điều nhịn, chín điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng không nên quá mức buông thả bản thân mình, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần tránh đến những nơi u ám, tập trung nhiều sát khí, khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng. Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện cơ thể, thư giãn tinh thần sẽ có tác động rất tốt đến sức khỏe của bạn. Để tăng cường mặt sức khỏe cho mình, quý anh chị hãy luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, vòng tam hợp Tị Dậu Sửu. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Dậu năm 2021 Tân Sửu. Tuổi Dậu thì không mấy lý tưởng cho năm 2021 bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Không nên quá nóng bỏng, bốc đồng, làm việc không suy nghĩ bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người của bạn, khiến tình cảm, hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này thì bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi tình yêu tới, bạn cần phải chủ động tích cực hơn, bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt. Không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào mỹ mãn, nhưng nước đầy ắt tràn. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất là vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Tuổi Dậu nếu đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng sự ổn định của gia đình. Nhưng do kiếp tài bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn tuổi Dậu vẫn cần thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Tuổi Dậu thì năm nay cần phải chú ý mang bên người một mặt hồ ly ngọc và một trang sức trợ mệnh Tị Dậu Sửu, giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Cát hung vận hạn của từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu.
Tử vi năm 2021 của tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, tuyền trung thủy, năm Tân Sửu 2021 có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ tương chiến nên mệnh chủ thường gặp phải những bệnh liên quan đến thận cũng như là các bệnh liên quan tới bệnh về xương cốt. Trong năm 2021, vận thế của người sinh năm Ất Dậu khá là thuận lợi, thành tích học tập có những tiến bộ nhất định, nhưng bản mệnh khó tập trung, dễ bị phân tâm vào nhiều vấn đề khác nhau. Nếu còn đang đi học thì mệnh chủ bị giáo viên, phụ huynh nghiêm khắc dạy dỗ. Đây là thời kỳ dậy thì, vốn là độ tuổi dễ dàng xuất hiện những tâm lý trái nghịch. Vì vậy mà tuổi này phải học được cách điều tiết áp lực, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi mới có thể phát huy được thành tích tốt trong học tập. Do phải tập trung vào việc học nên nhiều khi gây ra sự căng thẳng cho bản thân. Sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu để hòa hợp quý nhân, tăng sự tập trung giúp ích cho phần học tập sau này. Ngoài ra thì nên sử dụng pháp khí phong thủy Tháp Văn Xương theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy Lộc Tài. Nam mệnh 17 tuổi gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, mọi thứ nói chung đều được vừa ý, đồng thời thì cũng thích hợp để đi xin chỉ dạy của bậc thầy. Nữ mệnh 17 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, cần phải chú ý vệ sinh ăn uống, đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Tử vi năm 2021 tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, kiếm phong kim. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp, khiến cho thổ khí quá vượng, dẫn đến mệnh chủ sẽ gặp phải những bệnh tật liên quan đến đường tiêu hóa, nhất là bệnh về dạ dày. Bước vào năm Tân Sửu, vận thế của tuổi Quý Dậu thì khá là ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác, mà nên khiêm tốn lắng nghe học hỏi. Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, nhân duyên cũng khá là tốt, song cần phải chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đừng nể mình mà tin lời kẻ xấu đầu tư một khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy, cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Cách để đối phó với kẻ tiểu nhân hiệu quả ngay lập tức, thử hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn tăng cường quý nhân, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên học cách kiểm soát cảm xúc cho thật tốt, dù gặp chuyện gì thì cần phải bình tĩnh, chuyện quan trọng thì nên bàn bạc cùng mọi người, chứ đừng tự ý quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ, bốc đồng sốc nổi mà hỏng việc. Về phương diện sức khỏe, mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nên sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống điều độ, chọn đồ thanh đạm, hạn chế ăn uống ở vỉa hè hay những nơi không hợp vệ sinh. Nam mệnh 29 tuổi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý đến miệng lưỡi thị phi, mọi việc đừng khăng khăng ý kiến bản thân, thách thức quyền uy. Nữ mệnh 29 tuổi năm nay gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề sảy thai khó sinh, đồng thời cẩn thận các bệnh liên quan đến da. Tử vi năm 2021 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 Thạch Lựu Mộc. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, mộc thổ tương khắc nên mệnh chủ cần phải chú trọng nhiều hơn đến những việc liên quan tới gan, như là việc đi lại, hoạt động thể thao, cần phải để ý các bệnh liên quan đến gân cốt. Mệnh chủ cần phải chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công cộng được hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì nên nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội. Bất cứ chuyện gì thì cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình. Cố gắng hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Trong năm thì nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu.
Pháp khí phong thủy này giúp cho bạn gặp được tăng cường nhân duyên, kích vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 41 tuổi gặp sao Thái Dương chiếu mạnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch, công tác xa để cầu tài, trong nhà sẽ có khá nhiều chuyện vui. Nữ mệnh 41 tuổi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan sự lai tương xâm. Năm nay thì cẩn thận đụng phải luật pháp, đề phòng tiểu nhân quấy phá, hạn chế đi xa. Tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đại trạch thổ. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ khí đồng niên nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều đến các bệnh liên quan về hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh về dạ dày, dễ có tranh chấp, khẩu thiệt thị phi với người khác, cần đề phòng tiểu nhân làm liên lụy và ảnh hưởng tới, và cẩn thận mất tiền do việc không như ý. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này phải dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên thì nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư cần phải thực hiện thận trọng, hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đủ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý quên mất phải khiêm nhường. Về phương diện tình cảm, năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu có nảy sinh thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm vận trình biến động khá là lớn, không nên đầu tư lâu dài. Nếu thấy có lợi thì nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 53 tuổi gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, mọi việc như ý, vận thế ổn định. Nữ mệnh 53 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, đối với nữ mệnh mà nói thì tương đối kiêng kỵ, đi lại đặc biệt là chú ý an toàn, đề phòng trộm cắp. Tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, Sơn Hạ Hỏa. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, hỏa thổ tương sinh, nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều các bệnh liên quan tới đường tim mạch. Cuộc sống thanh nhàn vui vẻ, thời gian rảnh thì lại cùng bạn bè tụ họp chuyện trò. Có thể đăng ký tham gia các đoàn hội hay là đi du lịch theo đoàn để tâm hồn được thư thái, giải tỏa áp lực nếu có. Tuy nhiên thì mệnh chủ nên nhớ cẩn thận đề phòng kẻ xấu không thừa. Đừng chủ quan nghĩ rằng mình đã đi qua gần hết đời người, biết hết mọi sự trên đời mà chủ quan, dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Đừng mạo hiểm tin vào việc đầu tư lãi suất cao, tốt nhất thì nên lựa chọn cách đầu tư ổn định, sử dụng tiền bạc hợp lý, tránh để tuổi già còn bị lừa mất tiền dưỡng già. Theo thời gian thì tuổi tác gia tăng, không nên ăn đồ ăn sống, đồ lạnh hay là đồ cay nóng, hạn chế hút thuốc, uống rượu, tăng cường tập luyện thể dục thể thao vừa sức mình để có thể giữ cho sức khỏe được tốt hơn. Nam mệnh 65 tuổi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, cần phải cẩn thận gia đình không yên ổn, tránh mù quáng giúp người để dính vào kiện tụng, tự chuốc lấy phiền phức. Nữ mệnh 65 tuổi gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, cần chú ý đến các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là chú ý giữ gìn sức khỏe về phụ khoa và da. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Dậu trong năm 2021. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Dậu trong năm 2021, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị và các bạn luôn thành công trong cuộc sống.